ngày 10 tháng 1 tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Điều Cré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điều Cré và đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ biểu dương những kết quả công tác dân vận các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm 2019, đặc biệt là phong trào thi đua dân vận khéo và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Về nhiệm vụ năm 2020, cán bộ đảng viên làm công tác dân vận các cấp luôn gần dân, tăng cường mối đoàn kết giữa đảng với nhân dân, làm tốt công tác tham mưu về chính sách, cơ chế và nguồn lực thực hiện để chính sách đó đi vào cuộc sống, đổi mới sáng tạo trong phương pháp thực hiện để nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ khối đoàn kết nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, đưa công tác dân vận chính quyền là việc làm thường xuyên, liên tục, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng trong đời sống nhân dân, nâng cao hoạt động giám sát trong công tác dân vận, trong đó có hoạt động của các tổ hội tự quản phải đúng tôn chỉ, mục đích.